Hello mọi người, chào mọi người quay trở lại với channel của CZ. Thực ra khá là ok này. Tossing you inside somewhere. Sao mặt mình tối nhỉ? Đèn này không đủ sáng à? I'm crossing you inside somewhere. Oh, true drifter, you are breaker. Whenever you going. Kêu rat 2 này trông nguy hiểm phết. Là chắc không sao. Sẽ để ở giữa để xiên bạn rat 2 luôn nhé. Thế này. Đang floor mình sẽ xiên bạn floor bạn kia trước. Ngon. Ok, 1, 2, này, 3, 4, này, 5, 6, 7. Bán tạm bạn này đi nhé, có gì thì mình mua sau được. Bạn này mình bán tạm này đây. Ok, vậy thôi, cái này được rồi. Trận này cũng chưa biết chơi gì đây. Đội hình yêu cầu thì thực ra mình cũng đánh khá khá đội hình yêu cầu các bạn rồi. Và thế giờ này mình đang hơi lười chơi ấy. Mình chơi khá là ít. Nên khả năng mình trận này mình sẽ đánh, cố gắng đánh nghiêm túc một tí để thôi xong lại mất chuỗi thắng rồi. Còn đánh nghiêm túc một tí để lên lại mấy cái chỗ số má hơn nhá. Hiện tại mình đang thách đấu nhưng mà không có số má gì. Nghịch nhiều quá nên mất hết số má các bạn ạ. Ok, mình vừa thua bạn Rat 2. Nhưng mà mình vẫn đang thế này thì mình cứ đánh để thắng thôi. Tưởng mình vẫn đang là như thế này. Tưởng mình đang khá là khỏe. Còn đại pháp sư thì hợp đánh thú, hợp đánh hắc ám, hợp đánh bán thần. Thì cứ leo rank thì mình thường mình sẽ highly recommend là đánh bán thần sẽ ok nhất thôi. Nếu mà có ngọc đại. Grow up, grow strong. I'm crossing you inside somewhere. Bạn này cầm này chắc lại định đánh công thủ rồi. Bạn này chắc là có thể đánh thú hoặc là công thủ, chưa biết được. Còn lại các bạn kia thì vẫn đang đánh chuỗi thắng thôi. Chuỗi thắng, no man chuỗi thắng thôi. Mình thắng à. Lên luôn nhé. Eron. Thay Eron vào luôn nhỉ. Được. Thua mình bán lung bua đi. Cho thợ săn quỷ vào giữ máu đầu game. Ok, thợ săn quỷ đầu game khá là khỏe. Hai bạn thợ săn quỷ. Có 9 mạng với cả có gặp đại pháp sư hay là mình đánh pháo thủ được không nhỉ? Mấy khi mình đánh pháo thủ được ấy. Chí mạng thì mình đánh thích đánh pháo thủ rồi. Hay này. Floor mình ulti phát nữa là được. Không ulti được rồi. Đèn lắm. Không sát thủ cũng được.
đằng nào mình cũng đang không có chuỗi gì. Mà có thương xuyên phá thì vẫn đánh được pháo thủ. Nhưng mà cái quan trọng là mình có thích đánh không. Tại vì có thương xuyên phá thì đánh rồng sẽ rất là ok. Tại mình ngốc đại rồi mà. Pháo thủ này. Ơi, khó nghĩ nhỉ. Thôi không đánh pháo thủ trận này đâu nhé các bạn nhé. Này mình đánh rồng cơ bản thôi. Đánh để thắng chứ không đánh để đội hình gì nữa. Hai anh có chuỗi thua này cũng được này. Chuỗi thua ok phết, giữ máu tốt. Ô. Lên được luôn này. I'm crossing you inside. Lấy bạn Lumbua nhỉ. Lumbua nhá, cùng lắm mình bán lau đi nhá. Có thương rồi thì thực ra mình thấy đánh rồng sẽ khỏe. Sẽ khỏe hơn. Nghĩa là cái đoạn đầu con Illu 1 nó sẽ chưa chắc đã khỏe của con rồng có thương đâu. Giờ có thương khỏe lắm. Mình thiếu thêm một sách trị hồn nữa thôi là. Giờ mình có combo rồng thương sách trị hồn rồi. Ôi, floor mình bị choáng kìa. Đèn thế nhỉ. Xem đi floor. Không thua bây giờ. Công ty, đúng rồi ạ. Ui, chả nổ đam đi cả. Thua bò này nặng ấy. Cầm Norman mà thua công thủ. Ây ôi, nó rồng luôn này. Tiện lợi ấy nhỉ. Sao mọi chuyện lại diễn ra đúng hướng ấy nhỉ. Khó hiểu. Cái này cho Amelie. Này cho con rồng nhỉ. Để tặng con rồng cũng được nhé. Ok, check thương các bạn ấy nữa. Nhưng mà ván sau mình sẽ check vậy. Bây giờ check hơi muộn. Floor có thể lấy thêm cũng được. Mình có thể lên floor 2 mà mình thích. Tại sao con rồng mình ngóp đại rồi mà nó lại phải khạc đánh thương một phát nó mới nhổ nhỉ. Những trường hợp rất là khó hiểu. Đòn này khỏe thế. Yon này yon thú à? Yon gì mà khỏe vậy? Sợ thật đấy. Choáng ở rồng mình luôn kìa. Ok, chuỗi thua cũng được. Dã man thật. Bỏ luôn Norman lấy nguyên tố nhỉ? Chưa đủ nguyên tố. Cứ để Norman này nhé, cho nó khỏe. Check thương phát xem các bạn có thương không. Các bạn không ai có thương nè. Ok nè. Sẽ và sau sẽ để rồng ở giữa. Nãy mình muốn thua thêm một trận nữa. Mình muốn thua thêm một trận nữa để mình lấy cái ấy. Mình muốn lấy cái. Lấy cái trang bị ok. Nên mình sẽ chờ nó nhé. Rồng thổi vào giữa đi. Nhưng chưa ai có thương đúng không? Nào mình check thì là thế. Ok, rồng thổi vào giữa được. Này thôi. Gấp vòng này xong rồi mình sẽ bắt đầu lên cấp các thứ sau. Ta lên 7 cũng chưa ăn thua, mình muốn lên 8 luôn. Voi còn 13 con, không ai đánh voi này. Không nhiều người đánh voi đâu, mong là thế. Thế, lên không? Thưởng hay sao đây, sao mẹ xếp tướng này nhỉ? Ok, mình mua này. Mua này đâu ra đây? Rồng nữa này.
Ngóng lên 8 sớm rồi các bạn. Có chết rồi, lỡ thắng trận này nữa rồi. Nhất cố gắng để ít hơn một tướng mà lại vẫn thắng với đen. Sách truy hồn. Đắp một mệnh nhá. Sách truy hồn này lấy tạm đắp một mệnh nhá. Cho thêm mặn voi này vào. Cho thêm mặn rồng nữa vào cũng được, nhưng mà không có ngọc đại cho rồng nữa thì rồng kia cũng hơi cực, cũng hơi vất vả. Bán thần này, mình thể cho bán thần vào cũng được. Này này, Loman, bán thần, Flaunty luôn. Cái là nguyên tố mình đang hơi yếu, bạn này không cần. Này thôi rồi cũng được. Thế là ở đấy mình có thể làm tốt hơn. Thế là mình có thể né được ulti con Tao. Mà may vẫn thắng. Ok. Bóng lên 8 sớm rồi bắt đầu roll nhé các bạn nhé. Nguyên tố cũng gần đủ rồi này, nhưng mà nên cần giữ nốt normal đi nhỉ. Trách thương lại một phát đấy, bởi vì vòng vừa rồi thì các bạn ấy có thấy thêm cái thương. Nhưng mà các bạn này có này. Thấy khó rồi không? Cái này thôi được rồi, này cái thương bạn thấy rồi. Con rồng này, con nắc này. Nắc này thì nó đi xuống đây, con rồng mình vẫn thổi. Thế thì để con rồng ở đây đi. Như này đi. Thì này, con nắc xuống đây thì con rồng nó sẽ khạc được vào cả con nắc nhá. Hoặc là mình để con lau ở đấy cũng được, thì con nắc nó sẽ chỉ chém vào con... Sẽ chỉ chém vào con... con lau của mình thôi, trên này không chém vào con rồng. Thế cả hai cách nào cũng được, mình nghĩ cả hai cái đều ok. Thì mình có thể thổi, mình chọn thổi được vào con, mình chọn thổi được vào con nắc sớm, hoặc là mình có thể để con này nắc ở đây thì nắc sẽ không chém được vào con rồng của mình. Nó lên voi hai rồi, hết lên voi nhé, lên voi xuống chó nhé. Buồn. Bye bye hai bạn này luôn, cảm ơn đã cống hiến rất nhiều. Rất cảm ơn các bạn. Nhưng mà mình không cần các bạn nữa. Bán thần thì con voi mình sẽ ulti được sớm sớm. Voi không có đồ gì thì ulti cũng hơi vất vả, nhưng mà bán thần nữa thì cũng yên tâm hơn phần nào. Floor khỏe thế. Lên luôn đi. Phát rôn. Omen. Bán hai bạn này lấy Omen được. Đó, mình sẽ đủ hack luôn đúng không? Ừ, đủ hack luôn. Omen sẽ cho bay đi. Omen cho bay đi. Này mình muốn này vào đam này, đam này vào đam này. Ok, vậy thôi thế này. Thỉnh thoảng kiểu có thể mình bế con rồng bạn ấy lên ấy, mà mình để một con tướng, ví dụ con Tulen ở cạnh con mà bị bế lên ấy, thì có thể con rồng sẽ thổi ngang sang ấy. Thì nhớ một cái tip cũng có thể các bạn áp dụng được là kiểu bạn sẽ để cái con tướng kia nó sát hẳn như thế này. Sorry, từ từ mình đang không chỉ được, nhưng mà Omen cầm này đúng không? Ok. Đây này cho grab đi. Cho grab ok hơn. Đó, này Omen đứng đây. Và khi mà như thế con này bị bắt lên, nó sẽ ném chiêu, nó sẽ ném sang con Omen, chứ nó không ném sang bên bên phải của mình được. Chỉ một vài cái nhỏ nhặt mà mình nghĩ bạn có thể lên luôn đi. Lên luôn hơi vội. Nhưng mà thôi không sao. Ba vàng cũng không đủ để ấy, nên là mình sẽ giữ lại nhé. Chỉ roll tiếp luôn được, nhưng mà thôi. Thế là check thương các bạn đấy, phát một cái thương bên này. Ok, mỗi một cái thương bên đấy thôi, không có gì đâu. No problemo. Cái tầm này mình có voi 2, rồng 2 cũng khá là khỏe.
không lo lắm. Ô, giờ mình thôi, bén. Anh thua hai phát đi, một phát nữa, anh thua một phát nữa. 2-3. Chắc khi hồn không có. Thế lỡ đồ thủ cũng được mà mình lấy Ngọc Đại Pháp Sư này cho con Nacross tí nữa. Đấy, trận này mình đánh pháo thủ, mình có cái thẻ pháo thủ. Rất tiếc trận này mình đã đánh rồng, mình đánh ra thường xuyên phá, mình đánh rồng mất rồi. Dạ thường xuyên phá mình đánh rồng mất rồi. Nên là mình không có gì cả. Này mình đang phân vân ném cho rồng hay ném cho nắc. Ném cho nắc thì thực ra con nắc có khi ulti được. Ô, mình vừa ném cái gì cho con nhầm đấy các bạn ạ. Chắc có mệnh cho con nắc mà. Chắc mệnh cho mình ném cho Lumbua rồi. Ném kiểu gì vậy? Cái này mình đang phân vân giữa việc để đồ tốc đánh, nhưng mà mình nghĩ là con nắc có một cái giáp của mệnh thôi khi cũng được rồi, để con Omen nó chém đau đau cũng được. Omen nó cũng chưa cùng chiến nhỉ. Thôi để con ôm nắc cầm này đi. Omen chưa có cùng chiến. Lau hai dã không cần lên, nhưng mà thôi mình thừa tiền thì mình lên thôi. Bùa đã xỉ, ok, trong na nữa này. Khá là nhiều voi trận này. Cót, Azenka. Mình thể bán luôn bán thần đi, nhưng mà thần đi. Azenka đã không phải khóa lại. Azenka là Zeal vào. Này, cho Azenka bay. Ok, Azenka bay, Rat ở lại. Rat đứng đây đi, cho con này bay đi và con Omen sẽ ở lại chém. Có một cái là mình bắt bán thần rồi thì con voi mình sẽ ulti hơi chậm hơn so với bình thường một tí. Mình nghĩ cũng không phải vấn đề quá là cũng hơi là vấn đề đấy, nhưng mà chưa phải trả giá cho cái vấn đề đấy. Ôi nhiều voi thế nhở. Oh man, khóa lại nhá, mình để mình lấy cả Tulen nữa luôn. Voi còn 8 con này, trả anh voi luôn này. Voi bị hắt hủi các bạn ơi. Sao voi lại bị hắt hủi nhỉ? Con quy thì có thể xuống nó đấm con rồng mình ấy. Mình sẽ né con quy một tí nhá. Mà tí nữa bạn ấy mà dí mình thì mình sẽ phải né rồng đi. Di rời rồng ở chỗ khác để né cái đam của con này đi. À, một vài bạn góp ý với mình là mình nên để con nắc vào giữa. Thì khi mà nó ulti sẽ ulti lan rộng hơn. Thì mình cũng thấy ý hay, nên khả năng mình sẽ lệch nó vào giữa một tí cũng được. Nghe hợp lý. Giữa một tí. Nếu mà con teo ở giữa mà nó ulti thì không biết con nắc mình sẽ bay đi trước hay là con nắc hay là sao nhỉ? Phát luôn này. Có Lily, mình đang có 1-2 cái ngọc đại. Thôi cứ bình tĩnh xem sao đã nhé. Đây này, mình đã không biết nếu mà để giữa này thì con teo nó ulti và con voi của mình nó có trúng con nắc thì mình con nắc mình ngự choáng không nhỉ? Hay là con nắc mình sẽ bay đi trước nhỉ? Chắc mình nắc mình bay đi trước, mình nghĩ là thế. Bây giờ gánh đam chính mình vẫn đang con rồng rồi. Nắc thì đang nắc 1. Đồ thủ à? Giáp một bệnh nữa đi nhá. Rồng này. Cái bò. Rồng có 3 con là khó lên 3 nhỉ. Ui, voi này. Sẽ bỏ con lau. Con rồng khó lên 3 thì mình sẽ bỏ tạm rồng ấy nhá. Ok, lấy con voi quan trọng hơn. Cái đồ này thì mình ném cho con rồng thôi.
Vậy thôi là xong rồi à? Chưa check thương ấy. Mình cẩn thận là mình phải check thêm cái thương nữa. Rồi, đắc mình bay đi trước các bạn ạ. Đắc mình bay đi trước xong rồi dù nó chém teo luôn. Ngon phết. Cái nhà này khi cũng đi luôn ấy chứ nhỉ. Xịt đi. Chả lấy voi mình cả. Kia đánh bán thần, thợ săn quỷ à? Cung thủ à? Hắc ám trợ thủ à? Hắc ám trợ thủ à? Hắc ám trợ thủ thì mình không sợ đâu, lên kia mình sẽ khỏe hơn hắc ám trợ thủ. Nên là... À! Quyển sách nhá. Quyển sách phát nhá. Cầm thua đấy. Thế trận này mình nghĩ chưa chắc là bán đánh được bán thần đâu. Mình phải có thêm một cái đồ 40 mana nữa. Thực ra thêm khá nhiều đồ mana nữa đấy. Thiếu nhiều đồ mana đấy. Mình có cần lên luôn không nhỉ? Lên luôn thì cũng chả biết cho con gì vào. Lên luôn cũng được. 20 vàng. Có vòng sau mình lên nhá. Có men này. Bỏ lại. Ừ, sau mình lên. À, chưa trích thương. Bạn ấy như có thương bắt mình hay sao này. Máy không có. Quy này đen ở chỗ con quy bạn ấy sang bên kia bắt bên kia không bắt được mình. Đắc mình ulti hơi hụt kìa. Hay thổi được yên thổi được con yon. Đó được rồi, chịu rồi. Đắc mình ulti làm sao không ra đam nhiều nhỉ. Dù mình thổi đấy cũng chí chứ nhỉ. Sao không, không chết hai bạn AD này quẩy. Đó là rồi. Chị không thể nào biết được. Ok, một phát roll lấy con nắc 2. Được không ấy. Phù thủy. Mình sẽ cho tạm bạn phù thủy vào nhé. Đứng cản đường cho mình tí. Mình thêm được cái hệ phù thủy. Long roll luôn nhỉ? Thôi roll luôn, hơi tốn tiền. Hơi tốn tiền. Trích thương phát nhá. Bảo trích thương chưa trích thương gì. Bạn này mình vừa gặp rồi. Bạn này mới thương bắt xuống bên kia đúng không? Hai thương bắt xuống bên kia đúng không? Rồng này đánh đối đầu với rồng mình à? Đấy bắt rồng mình này. Ôi, gặp bạn này. Gặp bạn thương bên này. Đến thế. Quên mất của đấy mình phải để rồng ở giữa. Đấy, đấy hai bạn này. Hơi lú các bạn. Nhiều tự nhiên quên mất cái thương bên này. Nghĩ nhiều quá. Rồi mình thổi được phát nữa là ngon này. Khà. Ok. Đánh đốt voi thôi được rồi. Hơi đổi tí các bạn. Ô rồi mình thổi được nốt nữa là ngon này. Ô, thế mình vái luôn à. May thế nhỉ. Chơi may mắn thế nhỉ. Đó giờ mình phải để giữa này một tí. Sẽ yên tâm hơn. Thên, giữ con thên lại không? Asenka này. Ilu này. Mình không định chơi thên lắm nhỉ. Check phát nhá. Mình vừa gặp bạn bạn này rồi mong. Thế mình để lại bên này đi. Để lại bên này đi. Bởi vì mình sẽ không gặp lại bạn đấy nữa. Cái nắp mình bị choáng. Nhưng mà nó vẫn ulti được một phát. Voi mình ulti được. Nắp mình chém được thêm bạn kia. Rồng thổi thêm một phát nữa. Một thổi thêm một phát nữa, ngon này. Ok rồi. Ok rồi. Chưa. Này khi đi rồi. Này chưa đi. Thêm 2 à. Thêm 2 à. Hello này. Luôn 5 vàng cộng con nắc mình không lấy được con nắc này còn 6 con nắc thôi mình lấy nắc cũng được khóa lại nữa nhá. Đấy, theo lý thuyết thì mình sẽ để tướng này theo lý thuyết là vậy bởi vì hai thương bắt hai bên một thương bắt bên này một thương bắt bên kia bạn này như còn hai thương hay sao ấy một thương à một thương mình thổi góc này hơn. Mình đang thổi đúng góc rồi. Bạn này thì sao? Bạn này thì bạn ấy để teo bên này. Mình muốn thổi sang góc con teo bạn ấy. Bạn này thì để bên này.
Nhưng mình vừa gặp bạn này rồi. Thế mình sẽ để con Azenka này cho bên này nhé. Phân tích phân tích basic ấy, nhưng mà cách mình suy nghĩ thôi. Đó. Ơ, một cáp này. Lấy này cho con voi đi. Ê, con cát thì mình sẽ thay con cáp vào luôn nhá. Cát đây. Thế để tạm này đã. Này mình thổi này. Ờ, mình thổi chéo góc nào ta? Mình bảo là mình sẽ thổi góc góc này, bạn này mình gặp rồi này. Bạn mình muốn thổi bạn này em không? Bạn này được hơn nhỉ? Thế mình thổi bạn này nhá. Ok, vậy thôi. Illu, không biết đánh được Illu không ta? Để đánh được Illu không nhỉ? Đánh Illu thì cần thêm đồ mana các bạn ạ. Thêm đồ mana mà đánh Illu. Quên mất chỉnh một vài đồ sang cho con Nắc cũng được nhá. Được, đồ Nắc này ném cho con Volcat đi. Tốc đánh cho con Cat đi. Được cao. Thua bạn này bao giờ? Bạn này bạn nào nhỉ? Em bạn nào nhỉ? Mình vừa gặp bạn này đúng không? Thế khả năng trận sau mình sẽ gặp bạn kia à? Em bạn nào nhỉ? Thêm một sách thánh này. Sách thánh. Ơ rồi, tạm thời là lại phải như thế này. Sách thánh cho... Okay. Năng ạ, chịu hai. Nhưng mà mình đã không có đồ mana cho Illu ấy, mình cũng sống sợ mình hơi không sống lúc đến từng đấy, nên là mình sẽ tâm đánh. Ô, mình bán mất con pháp sư nhà mình à. Bình tĩnh các bạn ơi, các bạn có thể cho mình một giây bình tĩnh được không? Mình không phải vừa gặp bạn này đúng không? Mình vừa gặp bạn kia. Đắc mình không ulti được này. Nên để giáp bổ mệnh cho Nắc hay nên để giáp bổ mệnh cho con rồng nhỉ? Tại mình thấy định để giáp bổ mệnh cho con rồng cũng ok. Để vì con rồng nó cầm sách truy hồn mà. Nắc mình nó không ulti được ấy các bạn. Nắc mình nó ulti được. Nắc mỗi một đồ mana không ulti được. Ok, mình vào bên kia rồi. Lily này, cứ thoa Lily vào nhá. Mình cần kia đâu. Mình cần con voi ba. Mình cần con voi ba. Xin lỗi, mình hơi không lấy được tướng. Mình hơi lag tí. Sao vậy rồi? Ai cầm voi mình ta? Bây giờ thương bạn ấy để bên này này. Để bên kia. Giờ mình thổi cái này được. Mình giờ mình thổi vào con cát bạn ấy được. Ok, giờ mình còn hồi sinh lại nữa. Ui, khi rồng chết luôn rồi, tiếc. Đấy. Lan ca ném được ulti không? Ngon. Cách truy hồn của mình ném cho con rồng. Rồng mình thổi chết con cát bạn ấy, nhưng mà sao các bạn có giáp hồn mệnh. Rất nhiều công thức để tính toán các bạn ơi. Rất nhiều trường hợp thể xảy ra. Nhưng bạn ấy nhiều máu hơn mình. Một vấn đề nan giải nữa, bạn ấy nhiều máu hơn mình. Which is kind of a bit problem though. Mình cần tiền các bạn ơi, mình cần con voi ba mình ngay lập tức. Nhưng mà vẻ mình không thấy rồi. Giờ thế nhở. Đã lấy đời điều chỉnh gì không? Anh không điều chỉnh gì đúng không? Mong trận này mình thắng này. Voi ba mong mình thắng. Hey, tự nhiên con Nắc bạn ấy còn không xuống được giết con rồng mình, thế tự nhiên con rồng mình vẫn thổi được này. Rồng mình còn phải giáp bảo mệnh nữa. Ôi bạn đi luôn. Ôi xin lỗi nhé, mình không cố ý đâu, tự nhiên mình có voi ba mình thắng mất mà. Thắng rồi nhỉ? Hay 7 máu chắc
con voi ba, con cát, con rồng, con giáp bổ mệnh, con nắc cót. Chắc thắng rồi nhỉ? À ừ, thắng thật rồi. À, hơi bất ngờ, hơi sốc tại mình tưởng trận đấu sẽ dài hơn. Nhưng mà vì mình đến đây kết thúc rồi, nếu bạn thích cái video trên thì hãy like, subscribe, comment và tiếp tục. Và tiếp tục comment xuống phía dưới những cái góp ý mà bạn nghĩ có thể giúp mình biếu cây nhé. Bye bye. Bye bye.